Vâng, xin kính chào và toàn thể quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Siêu Xe Cỏ Hải Dương. Ngày hôm nay thì nhà em mới về được một siêu phẩm mang tên thương hiệu xe sang của Honda. Xin giới thiệu tới anh em, đây là mẫu xe Acura sản xuất năm 2007. Chiếc xe này của em mà được nhập khẩu nguyên chiếc của Canada luôn. Và một mẫu xe sang 7 chỗ, bền bỉ, lành. Và cái form dáng của Acura thực sự là nó cực kỳ đẹp, vượt thời đại. Đến thời điểm hiện tại thì chiếc xe Acura này vẫn là một trong những cái dòng xe tốn xăng, một dòng xe sang mà rất là nhiều anh em mong muốn được sở hữu chiếc xe này. Với cả tiền thì trên dưới 300 triệu đồng một chút thôi. Thế thì anh em có thể nghiên cứu chiếc xe này là một phương tiện để phục vụ anh em trong những cái cung đường, đoạn đường mà chúng ta đi hàng ngày. Động cơ của em nó là 3.7, cho nên mức tiêu thụ nhiên liệu của dòng xe này không dành cho những người gọi là lăn tăn với vấn đề xăng cộ. Con này thì có cái màu sơn xi rất là đẹp. Cái màu này thực sự rằng trên thị trường gần như là không có nhiều đâu. Acura thì các bác thấy là hầu như nó là màu đen đấy, và những màu ghi xám hoặc là màu vàng cát, đấy, màu bạc. Nhưng mà cái màu xanh kiểu này ấy, nó rất hiếm ở thị trường luôn. Form dáng của Acura thì trong những cái phân khúc xe hạng sang từ năm 2007 đến năm 2009 thì nó vẫn là một huyền thoại, một nét đẹp vô cùng thể thao, với phần đầu xe nhọn vác lên phía trước và cặp bắt đèn thiết kế kiểu cụm bumerang nhìn rất là sắc nét. Đó, thì chiếc xe này của em thì một dàn lốp dày cả dàn, và xe thì có cam kết với anh em bằng văn bản là xe không đâm đụng nhá. Tuy nhiên thì chiếc xe này là có va quyệt nhẹ một tí ở phần mép capo này thôi, một tí ở đây thôi, không ảnh hưởng gì tới chất lượng của xe, cũng như là cũng không thể coi đó là cái chi tiết bị đâm đụng được. Thế cho nên là bên em vẫn cam kết cho anh em là xe không đâm đụng, còn đâu va quệt thì là nói không va quệt thì là không đúng, bởi vì chiếc xe này là như vậy là có va quệt. Về nội thất của chiếc xe Acura đời 2007 MDX này của em thì nó còn cực kỳ đẹp luôn anh em nhé. Nội thất là ghế da nguyên bản, mọi chức năng trong xe hoạt động bình thường, và chức năng của option Acura rất là nhiều. Cửa sổ lóc này, có màn hình ở trên trần này, nó gọi là cái TV đấy ạ. Đấy, và màn hình nguyên bản của xe này, điều hòa auto này, đầu đài CD số tự động, có chế độ thể thao, có chế độ cả comfort, chạy rất là êm nhá. Sấy sửa ghế luôn. Gương kính chỉnh điện, vô lăng chỉnh điện, vô lăng tích hợp giải trí đa phương tiện, rất nhiều phím bấm, ghế chỉnh điện và nhớ ghế, nâng hạ kính điện, auto cốp mở điện, rất nhiều option. Và xe thì có thảm sàn 5D đầy đủ hết rồi. Nội thất không gian thiết kế bên trong xe phải nói là cực đẹp luôn. Cốp mở điện của Acura thì nó là cốp mở điện tự động lên và nó cũng tự động xuống luôn. Đấy, sau xe cốp rất là rộng luôn. Một mẫu xe 7 chỗ ngồi nhưng mà nếu mà gập xuống ấy, nó là cái không gian vô cùng rộng rãi ấy, để cho anh em thoải mái để đồ luôn. Đây là hàng ghế thứ 7 này. Đấy, vì là bác chủ không có nhu cầu sử dụng hàng ghế thứ 3 cho nên bác mua một cái nót bằng kiểu như này, bằng cao su ấy, MDX này, đặc trưng của MDX luôn, để ốp ở phía sau này là một cái không gian để bác để đồ, những cái nỉ này nó rất là đẹp. Đồ nhựa con này rất là đẹp luôn, trần mọi thứ nhìn cực đẹp. Đấy, nếu mà cùng đời 2007 để kiếm được một con Acura đẹp như thế này cực kỳ khó, mà thậm chí là cái rèm này nó vẫn còn nguyên zin theo xe luôn nhá. Đó. Một dòng xe sang đến từ thương hiệu của Acura, đến từ thương hiệu của Honda, được thay đổi hoàn toàn về logo. Đấy, Acura MDX, camera lùi đầy đủ hết rồi. Của vô kép. Xe các bác nhìn thấy đẹp, long lanh như này mà cửa tiền chỉ có trên dưới 300 triệu thôi, thực sự nó quá hợp lý. Và dòng này thì một năm nhà em chỉ mua được 1-2 chiếc thôi. Đấy, bác nào phải thực sự là đam mê đấy, và có tin để mua những cái dòng xe tốn xăng như thế này đi, thì các bác mới có thể có cơ hội để sở hữu được. Đấy, ghế da, ghế sau gần như không có người ngồi luôn, nó còn mới đét như thế này cơ mà. Thiết kế may cái kiểu phong cách thiết kế nó rất là đẹp. Thiết kế từ những cái tựa đầu các bác nhìn này giống như hệt những cái đầu của siêu nhân luôn, rất là đẹp. Đây, trên này có màn hình các kiểu luôn này. Đấy. Này các bác nhìn tablo này. Phải nói là nhìn rất là hầm hố. Con này nhìn thực tế ở ngoài đời nó rất là to nhá. Và em nghĩ rằng Acura ấy, nếu như anh em ở những khu vực tỉnh này ấy, thì các bác rất ít có thể bắt gặp được chiếc xe Acura này lăn bánh ở ngoài đường. Là chỉ có những anh em ở khu vực thành phố, những cái khu vực thành phố phát triển ấy, thì mới có cơ hội để được nhìn cái form dáng của con này. Đèn hậu mọi thứ rất là đẹp, đèn pha sáng choang luôn, đèn hậu cũng thế, sáng choang luôn. Có giá lóc này, kính thì được dán kính full 3M để chống nắng, chống tia UV hết rồi. Ghế chỉnh điện này, ghế phụ chỉnh điện, ghế lái chỉnh điện từ bệ tì tay này đẹp như ngay không à. Đấy, con này nó rất là cứng. À, cái rèm kéo các thứ này nguyên bản luôn. Đồ nhựa tablo tamni nguyên zin hết luôn.
Và nó con này nó là thuộc hạng đẹp xuất sắc luôn, cửa tiền trên dưới 300 triệu thực sự là. Để mà kiếm được một con đẹp như thế này thì không là cái điều đơn giản tí nào đâu anh em ạ. Không hề đơn giản tí nào. Cửa tiền trên 300 triệu tìm được một con Acura như này của em thì vô cùng khó. Rất là hiếm. Dòng xe Acura này thường anh em nó sẽ dùng để đi rất là nhiều, cho nên nhiều con xe nhìn nó rất là già. Nhưng mà con này nó tươi rói rói như thế này cơ mà. Đóng mở cửa nó chắc lên. Đây, tem mác, ốc áp, bản nề, mọi thứ nó vẫn là nguyên bản hết. Sơn xi bên ngoài thì không khác gì một chiếc xe đời 2022. Nhìn rất mới. Đấy, các bạn nhìn cái form dáng của nó đẹp như này. Chất như này. Đấy, rộng rãi, option thì nhiều miên man, túi khí lùng quanh xe, phanh ABS cân bằng điện tử với khoảng gầm của sáng này. Khoảng sáng của gầm này, nó rất là sáng luôn. Đấy. Trên dưới 300 triệu thôi. Bao rút hồ sơ, bao vận chuyển toàn quốc. Xe có cam kết không đâm đụng, có va quệt nhẹ ở mắt đèn ở bên phụ. À, chỉ tầm khoảng 20 phân chỗ này thôi, mép trên này thôi nhé. Đó. Đó là quá đẳng cấp. Đi con này về làng thì nó là đẳng cấp số 1 luôn. À, không đụng hàng, không chạm hàng. À, còn nói về độ lành của thương hiệu Honda thì các bác biết rồi. Honda nó đã trình làng một cái thương hiệu Acura để đại diện cho cái hãng xe sang của Honda vào những năm 2007 đến 2010 thì các bác biết là nó phải là đẳng cấp như nào. Dòng Acura này nó còn một cái phiên bản là thể thao hơn, phiên bản Acura ZDX. ZDX thì bây giờ rất đắt tiền, nếu đời 2009 để 10 bây giờ Acura ZDX nó phải cửa tiền là trên 600, thậm chí là trên 700. Nhưng mà nếu anh em ở tầm tài chính kinh tế trên dưới 300 triệu một tí thì các bác chơi Acura MDX nó là hợp lý rồi, không cần phải là quá cao sang. Chơi con này thì các bác sẽ có một cái trải nghiệm gần như là chúng ta rất là khó bỏ. Mà khi đã cầm vô lăng của Acura MDX mà chúng ta lái rồi thì chúng ta cực kỳ khó để có thể chuyển sang một cái dòng xe phổ thông nào đó. Mặc dù là đời cao, mặc dù cái đời xe 2007 thôi, nhưng mà tính ra thì con này nó km nó lăn bánh ấy, nó chỉ bằng một những chiếc xe, bằng những chiếc xe mà đi 3-4 năm mà đi nhiều nhiều thôi. Đấy. Mặc dù tuổi tác con này cũng khá cao rồi, nhưng mà vì là tốn xăng, vì là xe sang giá trị nhiều tiền, cho nên bác chủ xe của chiếc xe này là đi khá là ít. Đến bây giờ thì chiếc xe này chạy nó chỉ có hơn chục vạn thôi. Đấy, chưa tới 20 vạn luôn. Mà trong khi đó thì các bác biết đấy, những dòng xe phổ thông ấy chỉ đi loanh quanh tầm khoảng 3 năm thôi. Những dòng xe đời 2021, 2022 ấy, nhiều con xe chạy đến tầm 20 vạn là bình thường. Đấy. Con này máy móc của nó còn cực kỳ chất luôn, nên cho anh em xem qua máy đây. Máy con này nó quá chất luôn. Option nhiều, con này số tự động nghe nói là hình như là em nhớ không nhầm nó là số tự động 6-7 cấp gì đấy, em nhớ vô lăng các kiểu luôn này. Option nhiều lắm. Máy để nổ gần như đứng ngồi bên trong xe chúng ta không cảm nhận và không nghe được cái tiếng máy đâu. Máy nó cực êm luôn. Đây, mở lắp bình xăng đây. À, mở lắp capo. Xin lỗi các bác, cái tem mác này. Đầy đủ ốc ác nguyên zin. Âm thanh loa đài của dòng máy nghe rất là hay. Máy nổ à. Đứng bên cạnh thì không nghe tiếng máy luôn. Máy con này nó vẫn bẩn theo năm tháng nhá. Cái này bọn em sẽ cho đi spa vệ sinh lại phần khoang máy. Đây, mét cabo nó chạm một tí ở đây này. Các bác nhìn đinh tán thì vẫn còn, vẫn rất là sắc nét này. Nhưng mà nó vẫn là bị chạm ở đây một tí tèo tèo nhá. Đây các bác nhìn đây, nó hơi nhăn một tí này. Đấy, nhưng mà bên này thì này, chuẩn chỉ luôn. Bên này chuẩn chỉ luôn. Bên này nó hơi nhăn. Răng bệ này là nguyên nhá. Đấy. Hốc sâu bên trong này là nguyên nhá. Hốc sâu bên trong này là nguyên nhá. Bên này thì không vấn đề gì rồi. Còn đâu về vấn đề keo chỉ thì keo chỉ của capo ấy là nó không có chỉ. Cái dòng Acura nó không có chỉ capo. Đây là những cái tem mác này thể hiện cho chiếc xe chưa bị bóc ra, chưa bị làm lại gò lắm này. Những lỗ niếc của nó là nguyên hết. Và thậm chí những cái tem này, tem này vẫn còn nguyên chưa mất này. Đấy. Và nó bị chạm một tí đấy thì nó cũng ảnh hưởng tới một chút về cái mép capo này. Nhưng mà nó chỉ một tí tẹo keo thôi, không đáng kể. Đó. Thôi, vấn đề va chạm một chút đấy thì em nghĩ là chấp nhận được với xe mà đã gần 20 năm tuổi rồi. Quan trọng máy móc này, hộp số này, nội thất này, tổng thành của nó là rất là ngon, máy cực chất luôn. Đấy, máy không chất thì không mua, bên em đã không mua đúng không ạ? Máy này sự máy quá êm luôn, êm bằng một cách kinh khủng luôn. Máy con này chất thật. Nhiều con Acura bọn em đi xem không mua được vì máy nó quá già, máy thì chín lỗ cọc cạch, cả máy nó ẩm dầu ướt nhè. Nhưng con này máy cô đét. Đấy, bác nào mà quan tâm đến chiếc xe Acura MDX này, các bác hãy nhấc máy lên và alo trực tiếp cho em Minh qua số điện thoại là 0852
555 555 và kết nối em qua số Zalo để em gửi hình ảnh chi tiết, và bên em có nhận trao đổi xe. Bác nào có xe muốn trao đổi với chiếc xe này của em thì cũng có thể liên hệ với em, và bên em cũng nhận thu mua xe luôn. Bác nào có xe cần bán lên đời, bán được cái giá tốt nhất và bán với tốc độ cực nhanh thì các bác liên hệ với em nhé. Em thu mua 63 tỉnh thành trên cả nước luôn. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video và những mẫu xe tiếp theo từ cả bên em. Xin trọng cảm ơn.